Hello, xin chào anh chị và các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì có một số bạn gọi điện hỏi Thắng là hiện nay thì vừa mới bán miếng đất thì bây giờ mua cái gì. Có bạn nữa thì lại gọi điện là hô là em vừa chốt lời vàng thì không biết là nên mua cái gì bây giờ, nên đầu tư cái gì bây giờ. Thưa anh chị và các bạn, là cái câu chuyện là nếu như anh chị và các bạn, nếu như gần như tất cả những anh em đầu tư trong lĩnh vực đầu tư mà cứ bán cái lĩnh vực này, mua một cái lĩnh vực khác mà lần nào cũng làm tốt và đều có lời, thế thì tiền để đâu cho hết, và rồi nhiều tiền thì để làm gì? Một bạn hữu buổi sáng sớm vừa cà phê với Thắng tại cái quán cà phê này luôn. Quán này là quán Slow Five, một trong những cái quán mà Thắng khá là yêu thích, bởi vì là có một cái phương châm về phía sau, đó là sống chậm. Thì khi mà chúng ta làm ăn kinh doanh ấy, khi mà chúng ta tham gia các cái lĩnh vực đầu tư ấy, thì phải có một cái khoảng thời gian, nó gọi là những cái khoảng nghỉ, hoặc là những cái khoảng mà dừng giao dịch, hoặc là những cái khoảng mà chúng ta sẽ chẳng mua gì cả. Bởi vì dù là đầu tư kinh doanh hay là dù là các cái hoạt động mà thông thường ở bên ngoài, thì nó cũng phải cần có một cái thời gian để nghỉ ngơi, cần có một cái thời gian để phát triển. Đầu tư cũng vậy, khi mà xu hướng trước đó, hoặc là khi mà doanh nghiệp trước đó đã và đang phát triển, thì cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để cho cái doanh nghiệp này nó có thể là tiếp tục phát triển hơn nữa. Thì về cơ bản thì cuộc sống không phải là một cuộc đua, và theo Thắng thì hãy sống chậm lại, muốn nhanh thì phải từ từ. Đó là một câu ngạn ngữ của người Lào, và người Việt Nam thì có một cái câu là Hà Nội không vội được đâu. Hãy từ từ sống, không phải là một cái cuộc đua. Cuộc sống thực ra chẳng phải là cuộc đua. Phần lớn chúng ta đều nghe thấy một cái câu chuyện, đó là cái tốc độ chết người là cái khái niệm đã rất quen với mọi người. Đua xe tốc độ đang là một trong những nguyên nhân dẫn tới tử vong ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu mỗi người trong chúng ta chỉ cần ý thức chậm lại một chút thì đã cứu sống được rất nhiều người. Nhanh một phút chậm cả đời là một trong những cái câu mà chúng ta vẫn thường hay nghe. Thì khi đầu tư cũng vậy, khi làm ăn kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải chậm chạp, chậm thôi. Chậm ở đây không có nghĩa là chúng ta ù lì, chúng ta lười nhác, mà chậm ở đây tức là chúng ta phải cho khoảng thời gian để kiểm tra lại, đọc lại, nghiên cứu lại, phân tích lại những cái gì chúng ta đã làm, đang làm và chuẩn bị sắp làm, để có một cái kế hoạch cụ thể để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định phù hợp. Khi mà cái mọi thứ xung quanh ta hiện nay á, thì nó thực sự là nó đang trên cái đà tăng tiến, đang trên cái đà phát triển, thì chúng ta sẽ bị hối thúc lao vào các cái cuộc đua, lao vào cái câu chuyện là phải mua nhanh, mua như kiểu là chưa bao giờ được mua ấy, giống như kiểu là nếu không lúc này thì khi nào, nếu không phải mình thì là ai đây, nếu không tham gia thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thì tất cả mọi thứ được hối thúc nhanh hơn nữa để mong rằng là chúng ta sẽ có hiệu quả kép hoặc là nhiều hiệu quả. Ví dụ như bán vàng mua đất, bán vàng được lời mua đất được lời, sau đấy là mua Bitcoin, Bitcoin được lời, sau đấy là mua chứng khoán. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta thành tỷ phú đô la từ lâu mất rồi. Thì các cái dịch vụ trực tuyến, ví dụ như là giao hàng tận nơi, ví dụ như là xe hơi, máy bay hay là Internet, cũng như là các cái công nghệ hiện nay như là Facebook, YouTube, thì nó là một cái thứ mà thay đổi nhanh như những cơn bão lốc. Tuy nhiên thì mắt bão là nơi yên bình và lặng lẽ nhất. Ta cần học để bình thản bước vào cái tâm bão, để tránh được bị ảnh hưởng bởi những cái cơn lốc bên ngoài, tránh bị ảnh hưởng bởi cái tăng giảm của thị trường, tránh bị ảnh hưởng bởi cái xu hướng gọi là tăng nóng, tăng bốc rồi tạo ra cái biên lợi nhuận cao, tránh bị ảnh hưởng bởi những cổ phiếu tăng trần liên tục chúng ta cảm thấy tham lam và lao vào. Ta cần học được cái sự bình thản, và để tránh bị ảnh hưởng đó thì chúng ta cần phải chậm lại. Hãy thử kiểm tra xem là trong một ngày thì anh chị và các bạn bị cái gọi là bảng điện ấy, bị cái gọi là cái hối thúc về việc là nhiều người đưa ra rằng là không đầu tư thì sẽ mất cơ hội, đầu tư nhanh không thì đâu còn cơ hội nữa đâu, đầu tư nhanh không thì ngày mai sẽ không còn cái giá đó nữa. Đó là cách mà các cái đội nhóm cũng như là các cái sản phẩm đa cấp họ vẫn thường hay gọi là giới thiệu hoặc thúc đẩy anh chị và các bạn là mua ngay,
không thì ngày mai chắc chắn sẽ không còn cái giá đó nữa. Nhanh lên, lẹ lên, và sau đó thì anh chị và các bạn đã đưa ra những cái quyết định vội vàng, và rồi đến một cái lúc nào đó thì lại đặt ra câu hỏi là có khi nào thì mình đã sai hay không. Nhìn lại những cái lịch sử của một cái cuộc đời con người á, thì lúc nhỏ thì chúng ta bảo rằng là học hết cấp 1 thì sẽ được chơi, học hết cấp 2 thì sẽ được chơi, học hết cấp 3 thì sẽ được chơi. Gần đến khi đại học thì bố mẹ lại bảo là cố lên, học xong đi vào đại học rồi chơi. Đến khi học đại học thì thầy cô giáo lại bảo là học hết đại học đi, ra trường rồi chơi. Đến khi ra trường đi làm thì bảo là thôi lại cố mà làm đi, làm xong rồi nghỉ hưu rồi chơi. Vậy thưa với anh chị và các bạn là khi nào chúng ta được chơi đây? Khi nào chúng ta được hưởng thụ cuộc sống đây? Ta được hối thúc học hành để nhanh thành công và nghỉ hưu sớm. Cứ mỗi một ngày ta lại làm việc cật lực hơn để dành của cái cho con cái. Rồi con chúng ta lại tiếp tục lao động cật lực hơn để dành của cái cho con cái của chúng. Đời này vất vả cật lực vì đời sau. Ta cứ mãi cật lực vì nhau, rồi ai mới dừng lại để tận hưởng đây? Hay là ta cứ mãi bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn vì nhau mà quên mất cuộc sống và sự tồn tại của chính mình. Công nghệ, kỹ thuật, máy móc có thể là bạn nhưng cũng có thể là kẻ thù của con người trong cuộc sống. Tại sao lại như vậy anh chị và bạn? Tại sao công nghệ thì phải là tốt chứ? Sao nó lại là kẻ thù? Thì thưa với anh chị và các bạn là máy móc nó được phát minh ra để hỗ trợ ta làm điều mình muốn và để thư giãn. Thế nhưng công nghệ hiện nay lại đang là thứ làm ta tiêu tốn quá nhiều thời gian và buộc ta phải tăng tốc để bắt nhịp cùng nó. Ta không còn được nhận ra ai là chủ của mình, ai là tớ của mình. Công nghệ nó thành cái gọi là chủ của mình ấy. Chúng ta nghiện Facebook, chúng ta nghiện YouTube, chúng ta nghiện cái gọi là cái điện thoại này. Hàng ngày chúng ta đốt vào đó khá là nhiều tiền và chúng ta phụ thuộc vào nó. Vậy nó là chủ của chúng ta, còn ta là tớ của nó. Chắc là như vậy luôn, anh chị cứ thử tưởng tượng là chúng ta nghiện game, nghiện các cái thứ trên internet là biết ngay thôi à. Ta không còn nhận ra là ai là chủ, ai là tớ nữa. Thực sự đúng là như vậy anh chị và các bạn. Bởi vì là sao? Bởi vì là ngoài cái câu chuyện đó ra thì hàng ngày chúng ta sẽ luôn luôn bị hối thúc bởi cái tiếng chuông reo của điện thoại, của âm thanh bàn phím liên quan đến việc báo có tin nhắn mới. Rồi thực sự mà nói thì giá như cái công nghệ là cái đồ ăn ấy, thì tốt là quả ổi hay là quả táo thì ngon hơn là suốt ngày nhấn rồi quẹt quẹt rồi gõ gõ. Và gần như là 24 tiếng đồng hồ chúng ta có 8 tiếng để ngủ và khoảng 4 tiếng là bị công nghệ nó mê hoặc. Chưa kể là những người mê game. Thực ra mà nói thì chậm lại thì không phải là chúng ta ì ra hay lười biếng, để từ đó ta có thể điều chỉnh được những suy nghĩ và hiệu quả. Thực ra là chúng ta chậm lại chỉ để mà chúng ta cảm nhận được những cái thứ chúng ta đã làm, đánh giá lại những thứ ta đã làm và lên một cái kế hoạch một cách chi tiết hơn, tập trung vào những cái thứ chúng ta cần làm và cần đạt được. Chứ chúng ta không bị sao nhãng bởi cái câu chuyện tức là làm nhanh lên, làm nhiều hơn. Nói thế này thì nhiều anh chị các bạn bảo là làm ít mà hưởng nhiều. Người ta bảo là làm ít mà đòi hít cho thơm ấy. Thực ra là có một cái cuốn sách, có một cái đề tài liên quan đến cái quy luật 80-20 đã viết rất chi tiết về vấn đề này. Có một điều mà anh chị và các bạn nên nhớ rằng là 20% cái số việc anh chị làm thì đem lại hiệu quả 80% mà cái kết quả đem lại. Còn đến 80% thời gian và cái công việc anh chị phải làm ấy, nó chỉ chiếm có 20% kết quả thôi. Lấy ví dụ nha. Ví dụ như là anh chị và các bạn đi làm kinh doanh đi. Thì trong cái hoạt động kinh doanh á, thì nó chỉ có khoảng gọi là 5 hay 3 cái người khách quan trọng nhất thường xuyên đem lại doanh thu. Còn lại thì 80% các cái khách hàng khác á, thì doanh thu không đáng kể hoặc là rất nhỏ. Điển hình là trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng vậy. Anh chị có thể có hàng trăm khách hàng về đầu tư tài chính nhưng chỉ có 2-3 khách hàng lớn đem lại doanh thu lớn và đem lại hiệu quả kinh doanh như chị và các bạn thôi. Còn đến gần như là 70-80% thậm chí là 85% là không đem lại hết kết quả kinh doanh. Thì đó là điều mà chúng ta mới muốn nói là chúng ta phải tập trung vào cái gì đem lại cái hiệu quả và bỏ đi những cái thứ mà nó hao tốn. Ví dụ như đang làm việc thấy nghe tin nhắn teng teng Facebook, phát mở Facebook ra đọc tin nhắn xong thấy có một cái gì đó hay hay cái ngồi xem cái hết bà nó ngày luôn. Thế là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là ở đây là cái hiệu quả nó bị cái phân tán về mặt công nghệ. Và
Thành thứ ra là chúng ta luôn luôn làm việc như là kiểu bị khùng ấy, ngày nào cũng làm, cố gắng làm rất nhiều nhưng mà hiệu quả không bao nhiêu cả. Khi mà chúng ta chậm lại thì lúc đó ta sẽ nghỉ ít đi và sẽ tập trung hơn. Hệ quả tất yếu là từ đó sẽ luôn cảm nhận được cái hạnh phúc và cảm thấy là người cơ thể lúc nào nó cũng khỏe mạnh, chứ không phải là cứ thức ngày cày đêm làm liên tục mà thấy hiệu quả chả vào đâu cả. Làm việc hiệu quả là sẽ phát huy được cái sức mạnh nội lực của nhiều người, và thực sự chúng ta tiêu tốn vào đó khá là ít thời gian. Nhiều các cái đề tài nghiên cứu khoa học trên thế giới đã từng chỉ ra rằng là có những cái phương pháp chỉ cần làm 4 tiếng một ngày thôi hiệu quả vẫn bằng với những người làm 12 tiếng một ngày. Thực sự là có đấy anh chị và các bạn. Chúng ta cứ ảo tưởng rằng là việc làm nhiều và làm nhanh hơn thì sẽ đạt được hiệu quả nhiều hơn, nhưng trên thực tế thì chúng ta đang mất đi sức mạnh về mặt tinh thần. Mệt mỏi thì làm quái chứ còn tinh thần gì nữa. Mệt mỏi chỉ lo ngủ chứ tinh thần mắt, đúng không anh chị và các bạn? Làm cạn kiệt cái nguồn năng lượng trong chính mình thay vì là phải thúc đẩy và nuôi dưỡng nó. Bao lần bạn hấp tấp và phạm sai lầm, anh chị các bạn coi xem, trong đầu tư á, anh chị các bạn vội vàng nghe người ta xúi á, mua bán á, sai hoài à, và đem mất tiền, mất đầy tiền ra. Và đôi khi chúng ta sẽ đặt ra một cái câu gọi là giá như là chậm lại một chút để nghiên cứu một tí thì chả dính vào cái vòng lao lý nợ nần và mất mát. Đó là thực sự cái việc sử dụng quỹ thời gian của chúng ta thực sự là kém hữu ích do những cái quyết định sai lầm, do cái việc đó là chúng ta làm quá nhanh. Có những thứ mà chúng ta thấy rằng là người ta làm được ấy, ví dụ như là trồng cây chẳng hạn, theo nguyên lý là 3 năm thì mới gọi là đơm hoa kết trái, nhưng mà chúng ta chơi một cái bài rất là hay, bây giờ công nghệ mà có nhiều thuốc mà chúng ta kích thích. Rau sạch chẳng hạn, ví dụ rau, nghe bảo rau sạch khí mẹ gì, người ta phải trồng khoảng đâu đó cả tháng trời mới thu hoạch được, bây giờ nó có công nghệ khoảng 3 ngày là rau nó tốt cho anh chị thu hoạch luôn. Đó, cái đó là nhanh mà là gấp mà đem lại hiệu quả cao đấy, cứ thế làm, cái đó cũng hay lắm. Rồi chơi cái bài trồng rau là cái gì? Trồng riêng một khoảnh không phun thuốc cho nhà mình ăn, còn lại trồng cái phần còn lại cho thiên hạ nó ăn, nó chết mẹ nó đi. Nhưng mà khổ đời là nhà thằng hàng xóm nó nuôi gà nó cũng vậy, nó bảo là nuôi riêng vài ba con để ăn, còn lại cho nó ăn thức ăn tăng trọng cho nó nhanh lớn ấy, cho bọn nó ăn nó chết mẹ nó đi. Đấy, toàn như vậy không à? Nên là người ta bảo là thôi chậm lại một chút. Dần dần chúng ta sẽ thấy được rằng là người ta sẽ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, quan tâm đến cái hiệu quả nhiều hơn, nhưng mà ở cái góc độ tức là an toàn, chứ không phải là hiệu quả theo cái kiểu là làm nhanh làm ẩu rồi dễ dẫn đến câu chuyện là tự giết nhau. Trong thực phẩm nó là có như vậy. Hãy bình thản và sống chậm lại, tập trung vào điều mình muốn cũng như là những cái định hướng, tức là tập trung vào cái gì bạn muốn, bạn phải có định hướng cụ thể. Ví dụ như đầu tư cũng vậy thôi. Anh chị phải chọn cho mình một cái phương pháp đầu tư phù hợp. Đầu tư theo cái trường phái nào thì phải tuân thủ nguyên tắc theo trường phái đó. Đừng cứ chơi cái bài là đi lướt sóng đầu tư ngắn hạn, mua bán giao dịch ngắn hạn, nhưng mà cuối cùng lại thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ. Là bởi vì mua bán cầu thả ẩu, sau đấy là mua bậy bán bừa, thậm chí là khi mua rồi bị lỗ mà không cắt lỗ, sau đấy là chuyển thành lấy vạn lý do triệu vấn đề, rồi sau đấy là tự mình viễn hoặc mình là ôi ơi, cổ phiếu này lúc trước là mình mua đầu tư ngắn hạn thôi, miếng đất này là chỉ tính là mua sau đấy là bán lại kiếm lời thôi, nhưng mà vì thị trường nó xấu cái bị lỗ chút xíu các anh chị và các bạn ôm luôn. Sau bắt đầu viễn hoặc là ui doanh nghiệp này cũng tốt, miếng đất này kế ra là để lại cho thuê cũng tốt. Thế là từ đầu tư ngắn hạn thành đầu tư dài hạn, phương pháp nó lộn xộn. Hoặc là có ông thì bảo là tôi đầu tư dài hạn, tôi mua để cho 5 năm, 10 năm, mua được 3 ngày sau cái ví dụ có nhu cầu về tài chính chẳng hạn, hay là vì cái kế hoạch vớ vẩn cần phải dùng miếng tiền. Thế là bảo là đầu tư dài hạn 5 năm, 3 năm mà 3 ngày sau cần tiền thì bán lỗ chứ còn gì nữa. Đó là cái chuyện là nhanh vội mà cuối cùng kết quả chẳng vào đâu cả. Thực ra thì nói như vậy để anh chị và các bạn thấy được rằng là cái bản chất của kinh doanh, của đầu tư hay là của các cái hoạt động, các cái lĩnh vực kinh tế, nó thực sự nó quá giản đơn, nó giống như các quy luật tự nhiên thông thường thôi. Cái gì cũng cần phải có thời gian, phải có thời gian tăng thì phải có thời gian tích lũy ngừng nghỉ, có thời gian kiếm tiền phải có thời gian nghỉ ngơi. Chả có cái lý do gì mà anh chị là thiên tài đâu mà vừa đầu tư bất động sản có lời xong chốt lời mua vàng, xong đây lại chốt lời vàng, xong đấy mua vàng chốt lời vàng, xong lại mua chứng khoán chốt lời chứng khoán, sau đây lại sang làm tí tiền ảo chốt lời chưa tiền ảo. Thế thì chắc một năm anh chị thành tỷ phú đô la mẹ nó luôn đấy, thiệt luôn đấy, nói thiệt. Nên là cái việc sống chậm ở đây là ý nghĩa của cái câu chuyện sống chậm ở đây là như vậy. Sống chậm tức là chúng ta có quyền thưởng cho mình những kỳ nghỉ lễ, những kỳ nghỉ đi chơi, thậm chí cả tháng trời nghỉ ngơi.
có mấy vấn đề là nó là bản chất quy luật tự nhiên rồi, và để giải quyết cái câu chuyện là sống chậm và ít bị tác động á, thì tôi đưa ra vài vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta không nên coi những vấn đề không liên quan tới mình là vấn đề. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái câu chuyện đầu tư nó có chu kỳ kinh tế, nó có chu kỳ tăng giá và chu kỳ tích lũy. Thì những cái vấn đề đó là vấn đề nó mang tính chất bản chất quy luật rồi, nên anh chị và các bạn buộc phải nghỉ ngơi để mà đi du lịch, để mà tiêu bớt tiền đi, sau đó thì mới đi kiếm nữa, chứ bây giờ cứ kiếm hoài thì tiền nhiều để làm cái gì, đúng không nào? Rồi, thì vậy những cái vấn đề mà không liên quan gì đến mình, ví dụ như là bão lụt, hay là ví dụ như là hạn hán, hay là dịch bệnh, anh chị và các bạn chả bao giờ kiểm soát được. Vì vậy nó là vấn đề mà chúng ta không thể thay đổi. Ví dụ tự dưng thì có cơn bão nó kéo tới, đố anh chị thay đổi được đấy. Nên là đó không phải là vấn đề, chúng ta không cần phải quá quan tâm, và chúng ta hiểu nó là cái quy luật tự nhiên rồi thì ứng dụng và thực hành cho nó đúng thôi. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta không nên coi những chuyện mang tính quy luật là vấn đề. Đấy, tôi cũng vừa nói đấy, tức là cái thứ nhất là cái tính quy luật, thứ hai nữa là cái tính mà không liên quan. Tức là nó chả liên quan gì đến mình cả, mình có lo thì cũng chả xử lý được vấn đề. Tức là có những thứ mà chúng ta có lo lắng thì cũng không xử lý được vấn đề. Và có những thứ nó là quy luật tự nhiên cũng không xử lý được vấn đề, thì tóm lại là nó không phải là vấn đề của mình. Kệ cụ nó luôn. Đi trên máy bay mà bảo là sợ nó bị rớt, thì đâu tất nhiên là nó có tỷ lệ bị rớt rồi, nhưng anh chị và các bạn sợ thì giải quyết được vấn đề gì, đi vẫn phải đi, tóm lại là không cần quan tâm. Thứ hai nữa là không nên coi những chuyện vặt vãnh là vấn đề. Ví dụ như là cái chuyện mà con nhà mình nó đi chơi sang hàng xóm đánh nhau với cái đứa con trẻ con hàng xóm, thì sau đấy về là đưa nó thành vấn đề to tát, rồi sau đấy hai vợ chồng nhà mình sang cãi nhau với hai vợ chồng nhà hàng xóm, thế có mà dở hơi, thế có mà hầm. Cái vấn đề đó nó cũng không phải là vấn đề luôn. Hay là cái câu chuyện mà việc tăng giảm thị trường chứng khoán, hay là những cái vấn đề mà thường ngày nó vẫn diễn ra, tức là phải có tăng có giảm, có lực mua được bán thì nó mới có cái chợ, mà có cái chợ thì mới có người mua người bán, và như vậy thì mới có cái chỗ để cho anh chị và các bạn mua bán giao dịch chứ, đúng không? Hay là ví dụ như ngoài chợ cũng thế, phải có người mua người bán, có người bán rau người bán cỏ, có tăng có giảm thì mới có cái câu chuyện là có cái chợ. Ok, đó. Vấn đề nữa là đừng bao giờ bị mắc kẹt bởi cái sự nghi ngờ, hoặc là tin hoặc là không tin, chứ còn đừng có nghi ngờ. Càng nghi ngờ thì chúng ta càng bị mắc kẹt trong cái câu chuyện, tức là tìm cái giải pháp mà trả lời cái câu chuyện. Khi đang nghi ngờ thì chả không có cái giải pháp nào mà có thể là trả lời được đâu. Vấn đề mà càng nghi ngờ thì càng nhức đầu, mà nhức đầu thì gây ra stress. Đó là câu chuyện cũng không nên. Trên thị trường cũng vậy, có phương pháp để tránh nghi ngờ. Điểm thứ năm nữa là không nên đưa vấn đề của người khác thành vấn đề của mình. Cái này cũng hay đấy anh chị và bạn này. Tức là toàn lấy cái vấn đề của người khác về làm vấn đề của mình. Tôi lấy ví dụ như này: năng lực thì có giới hạn, thủ đoạn thì không phải là vô biên. Thấy người khác làm được về báo mẹ, mình cũng phải làm được. Năng lực của mình kém thì lấy đâu làm được. Học đến cái trình độ hết lớp 12, hoặc là thậm chí là sức khỏe thì yếu, mà thấy nó bó vác bì xi măng 50kg, mình về cố vác. Vấn đề của nó không phải vấn đề của mình. Hay là ví dụ như thấy nó làm thành công về, ông bảo ủa sao thằng đấy rốt như bò mà sao mà nó làm gì cũng hay mà sao mình làm mãi không được. Đó là vấn đề của người ta. Vấn đề của mình tức là tập trung vào cái năng lực của mình, xem là năng lực của mình là cái gì, làm được cái gì, đi được bao nhiêu bước. Ví dụ như kế hoạch của người ta là đi chạy 42 cây số, trong khi đấy mình chạy có mỗi hơn cây số, thở như bò. Thế mà cứ bảo là nó lại chạy được 42, tao không chạy được 42. Tôi đố các ông đấy. Hay là ví dụ như thấy anh khác bảo anh đầu tư cái gì cũng trúng cả. Chắc ông bà nhà nó phù hộ cho nó hay sao á. Nhưng mà nên nhớ rằng á, để cái khi mà nó đầu tư trúng á, thì nó đã phải đầu tư chật chắc là cả hàng nghìn lần, thậm chí là nó đã mất mát rất là nhiều. Cái trải nghiệm của trong cái quá trình đầu tư của nó thực sự là đã thành cáo rồi, thành thần rồi. Chứ không phải anh chị các bạn vác vào 1 tỷ đồng sau đấy mua chứng khoán, rồi sau đấy thằng ôi sao cái thằng kia nó mua toàn trúng mà sao mình mua toàn chật đấy. Vấn đề đó là vấn đề của mình, nhưng mà vấn đề của người khác, và đừng có đem cái vấn đề của người khác về để mà đặt cho mình. Vài cái ý như vậy anh chị cứ thử áp dụng xem. 5 cái ý mà chúng tôi vừa nói thử áp dụng sẽ thấy là gần như là các vấn đề của anh chị được giải quyết hết. Đây, 1, không nên coi những vấn đề không liên quan là vấn đề của mình. 2 là không nên coi những chuyện mang tính quy luật là vấn đề. 3 là không nên coi những chuyện vặt vãnh là vấn đề. 4 là đừng bao giờ bị mắc kẹt vào cái sự nghi ngờ. Và 5 là không nên đưa vấn đề của người khác thành vấn đề của mình. Thì tóm lại là 90% những việc anh chị và các bạn đang nhức đầu là nó không còn nữa, nó còn có 10% thôi. Ok, kết thúc video tại đây thì hy vọng rằng là vài cái chia sẻ như vậy sẽ đem lại một cái góc nhìn hay, thú vị, giúp anh chị và các bạn trong cái câu chuyện đó là đưa ra cái bí quyết là làm ít thì được nhiều của giới tinh hoa. Đó là đi chơi suốt ngày ấy. Cái này thêm một ý một chút xíu nữa là tại sao lại nói là câu chuyện làm ít được hưởng nhiều. Anh chị có thấy vô lý không? Trong lúc chúng ta đang cố gắng để thu xếp công việc để chuẩn bị về nhà vào lúc khoảng 3 giờ chiều,
Sau đấy 5 giờ bước ra thì xe kẹt khói bụi, trong khi đấy một vài thằng trong số đó thì nó lại đang đi đánh gôn hoặc là nó đang đi ngồi đi chơi phè phởn ở quán cà phê nào đó. Thế hóa ra là những cái thằng đấy là nó lười làm à? Không phải đâu anh chị và bạn. Anh chị và bạn nghiên cứu thêm cái chủ đề này, khi nào rảnh tôi chia sẻ cho anh chị và bạn nghe. Xin chào, hẹn gặp lại.